Tuần trước, đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã có những chia sẻ hết sức thú vị về quá trình thực hiện những cảnh quay của phim Con đường Hoàn Lương. Tuần này, phim trên truyền hình Vĩnh Long mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai cô gái xinh đẹp, đảm nhận những vai cũng hết sức quan trọng trong phim. Đó là ai? MC Thúy Quỳnh sẽ bật mí cùng quý khán giả ngay bây giờ nhé. Xin được kính chào quý khán giả đang đến với chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật rất là đáng yêu là diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc và diễn viên Kiều Khanh. Xin được kính chào chị Bùi Lê Kim Ngọc và chị Kiều Khanh ạ. Bùi Lê Kim Ngọc và Kiều Khanh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi phim trên truyền hình Vĩnh Long. Và ngày hôm nay thì ba chị em chúng mình sẽ trò chuyện về những cái vai diễn cũng như là những cái kỷ niệm trong bộ phim Con đường Hoàn Lương ha chị ha. Vậy trước tiên thì em muốn hỏi là khi mà nhận được cái vai diễn này thì chị Kiều Khanh và cả chị Kim Ngọc nó có cảm xúc như thế nào về vai diễn của mình ạ? Khi mà nhận cái vai Thơm trong Con đường Hoàn Lương thì cái đầu tiên mình cảm nhận đó là một cái vai nó hơi khó một chút, tại vì một cái vai đã làm rồi. Chính vì vậy mà cái khó của mình đó là làm sao để nó khác với những cái vai trước đây mình làm. Còn chị Ngọc thì như thế nào ạ? Thực sự ra là khi nhận kịch bản từ đạo diễn Nhâm Minh Hiền thì Kim Ngọc cảm thấy rất là hồi hộp. Tại vì đây là một nhân vật hoàn toàn khác với tất cả nhân vật mà Ngọc đã từng tham gia. Lúc đầu kịch bản nó hỏi anh Hiền ơi là những cái cảnh này là sẽ quay như thế nào, ra sao, rồi cảm xúc của nhân vật trong những cái vấn đề mà là một cô gái làng chơi sẽ như thế nào. Rất là may mắn là anh Nhâm Minh Hiền cùng đồng hành với lại Bùi Lê Kim Ngọc và tất cả những diễn viên như là anh Quốc Huy là người đóng cặp với Ngọc, là bạn trai của Ngọc trong phim. Tất cả mọi người đều hỗ trợ nên là Ngọc cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Như là chị Kim Ngọc này thì chị Kim Ngọc cảm thấy mình khác xa với cái vai diễn của mình, còn chị Kiều Khanh thì cảm giác như là cái vai Thơm với lại con người thật của mình nó có điểm nào tương đồng không chị? Rất là năng động nè, dễ thương nè, rất là lý lắc này kia. Đối với Thơm mà nói á, thì cái cuộc sống đó là một cái chuỗi ngày bất hạnh, đến những cái ngày mà có được cái khoảng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó thì nó thật sự rất là ngắn ngủi, mà cô không dám cảm nhận cái sự hạnh phúc đó mà cô chỉ kìm lại. Do đó mà Khanh cảm thấy là vai Thơm thực sự là với lại Khanh, cái vai Thơm với lại Khanh thì hoàn toàn không có gì giống nhau ở ngoài đời hết á. Em giả sử ví dụ như là chị Kiều Khanh với chị Kim Ngọc đổi vai cho nhau đi. Ví dụ như là chị Kiều Khanh sẽ đóng vai của Lam ở trong phim nè, còn chị Kim Ngọc đóng vai Thơm trong phim nè, thì hai chị sẽ thấy như thế nào ạ? Sao chị? Cũng thú vị. Nếu em không lầm thì chị Ngọc cũng có đóng một số cái vai là đau khổ. Đúng rồi, gần như là sở trường luôn. Đúng rồi. Gần như là lúc nào cũng được đóng đinh cho những vai như vậy. Là những cái vai lấy nước mắt. Đúng rồi. Còn chị Kiều Khanh có bao giờ mình đóng những cái vai mà vào vai là gái làng chơi chưa? Thật ra gái làng chơi thì chưa. Nhưng mà mình đã từng tham gia một số cái vai đua đòi. Tức là mới lớn đua đòi đó chị, thì nó sẽ đơn giản hơn là những cái vai, những cái khó khăn gì Ngọc gặp phải. Hai chị có thể cho em biết là cái kỷ niệm nào mà mình nhớ nhiều nhất ở trong cái bộ phim Con đường Hoàn Lương ạ? Chị có một cái cảnh tâm lý nặng luôn. Cái cảnh đó là phải kiểu như là cảm xúc là phải rơi nước mắt, phải này kia. Trời ơi, mà đoàn rần rần mà vui kinh khủng khiếp đó, chết rồi. Cái cảnh này sao mà không khó quá, khó mà phải rơi nước mắt quá. Mà biết sao quay mà mưa áp lực lắm, là phải canh là vừa kiểu như là trời vừa mây vừa qua là trời sáng, là phải canh là tâm lý nó kiểu vậy, mà cả đoàn cũng rần rần. Hai vai diễn của Kiều Khanh và Bùi Lê Kim Ngọc gần như có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Song cả hai đều có những cảm xúc gần như giống nhau khi thực hiện bộ phim này. Sau thời gian ghi hình kéo dài với nhiều khó khăn thì không chỉ họ mà cả ekip đoàn phim đều trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Có lẽ cũng bởi chính điều này đã tạo nên thành công lớn cho bộ phim. Và ngay sau đây, MC Thúy Quỳnh sẽ có một phần thử thách nho nhỏ cho hai cô gái của chúng ta. Quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi nhé. Thử thách đầu tiên dành cho chị. Anh buông em ra đi. Mình dừng lại đi anh. Em không muốn làm vậy nữa. Làm vậy dã man quá anh. Mình dừng lại đi. Em không dám nữa. Đừng. Em không dám nữa đâu anh. Và câu hỏi dành cho chị như sau: tại sao lúc này thì nhân vật Lam lại hoảng loạn như vậy, và phân đoạn này là ở trong cái tình huống nào? Cái khúc này đang ở trong cái nhà trọ của hai đứa nè, mà hoảng loạn thì chắc là phải. Bây giờ em hỏi chị này là khoảng tập mấy? Thì phải gần cuối. Đúng là gây án, mà gây án không? Gây án, đúng rồi. Trước cái phần mà tỉnh ngộ ra là mà chắc án. Là sợ cái gì? Cái cảnh này là mình đi cướp nè, gặp một cái người phụ nữ cướp đồ của một người phụ nữ. Chị nhớ rồi, đi cướp, hai đứa mè đi cướp nguyên người... phim chị đi cướp thì mà. Đi cướp không, nhưng mà cái vấn đề là cướp cái kia thì không có sao, mà cướp cái này là chặt tay người ta luôn đó, chặt tay xong rồi lột vàng này kia, là rồi là Vũ đem vàng đó tặng lại cho Lam. Trời ơi, đáng sợ. Dạ, chúc mừng cho diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc đã chiến thắng phần thử thách của mình. Còn bây giờ sẽ là phần thử thách dành cho chị Kiều Khanh. Nhưng mà em nói nha, thử thách sau là càng khó hơn thử thách trước đó. Điều mà tôi từng tự hào bây giờ đã không còn nữa. Chính tôi đã giết chết cuộc đời của mình. Tôi lâm vào đường cùng. Cô có hiểu thế nào là đường cùng không? Cô làm sao mà hiểu được? Em nhớ là anh Nhâm Minh Hiền viết hỏi rất là chắc, và anh ấy sẽ không cho mình sửa, tức là sửa nhưng nó đừng có lệch lạc quá, không thêm từ và cũng không được bớt từ, và phải xài đúng từ của ảnh. Quyền trò này rất dành cho diễn viên Kiều Khanh đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án, xem là nhân vật Thơm sẽ nói những gì nha. Mỗi người đều có một nỗi đau khác nhau. Mỗi người đều có những bước đi gập ghềnh, gian nan, khó nhọc. Mỗi người đều có những nỗi buồn. Mình nghĩ là mình là người buồn nhất. Mỗi người cũng đã từng nghĩ là nếu mà chết đi thì hay biết mấy. Mỗi người đều có những số phận khác nhau anh ạ. Thực sự là khi mà nghe cái câu thoại này em cũng hơi nổi da gà. Cái phân đoạn này cũng tốn rất là nhiều thời gian. Và đây là cái phân đoạn mà Thơm quyết định là sẽ yêu Sơn, nên là một cái phân đoạn rất là khó. Em nhớ là phân đoạn này quay rất là lâu á, tại vì set up một buổi tối, hôm đó chỉ có một cái cảnh này thôi. Thật ra nó không khó về hành động diễn, nhưng nó khó về tâm lý, dạ, cảm xúc, cho nên quay rất là lâu. Nội cái câu thoại của em không mà đã quay rất là lâu, vì chị cũng thấy là anh Nhâm Minh Hiền rất là kỹ, anh quay rất là nhiều góc, và em phải thoại đi thoại lại cái câu đó rất là nhiều lần để mình có được những cái góc quay khác nhau. Để góp phần cho cái phân đoạn này hoàn thành tốt đẹp là chị nhớ là phân đoạn này em quay là chị đi về rồi. Quý khán giả thân mến, vừa rồi là một cuộc trò chuyện rất là thú vị với diễn viên Bùi Lê Kim Ngọc và diễn viên Kiều Khanh. Còn bây giờ thì Thúy Quỳnh sẽ được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Bùi Lê Kim Ngọc xin cảm ơn Thúy Quỳnh, cũng như cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long đã tạo một cái cơ hội, một cái điều kiện cho Bùi Lê Kim Ngọc cũng như Kiều Khanh có một cái buổi hội ngộ rất là vui trong ngày hôm nay. Và bây giờ Kiều Khanh và Bùi Lê Kim Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Chắc hẳn quý khán giả đã có những giây phút vô cùng thú vị với hai diễn viên Kiều Khanh và Bùi Lê Kim Ngọc rồi đúng không nào? Những tập cuối của phim Con đường Hoàn Lương đã dần hé lộ cái kết. Nhưng chắc hẳn ở tập cuối phát sóng lúc 20 giờ thứ 6 ngày 6 tháng 4 năm 2018 sẽ có những điều bất ngờ hơn nữa. Quý khán giả đừng bỏ lỡ nhé. Và sau khi bộ phim Con đường Hoàn Lương kết thúc thì không biết bộ phim nào sẽ tiếp nối sóng giờ vàng phim Việt của truyền hình Vĩnh Long. Chương trình xin được bật mí cùng quý khán giả, đó chính là bộ phim Duyên Nợ Ba Sinh. Mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh đầu tiên về bộ phim này nhé. Tuấn ơi, em xin hẹn gặp lại anh ở kiếp lai sinh. Chạy đi mà, mặc em. dẫu đối mặt trái ngang, dù âm dương chia cách, trái tim ấy vẫn chờ cơ hội tái sinh. Hoàng Dị Hạ, không lẽ em đã chuyển kiếp lai sinh? Dị Hạ! Thu hút và xúc động với câu chuyện tình trải qua 3 kiếp lai sinh. Em có vết bớt ở đây hả? Nếu mà có kiếp sau như vậy, anh sẽ nhận ra em bằng vết bớt này nha. Đón xem Duyên Nợ Ba Sinh 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2018.